Lâm Chấn Huy biến chùa thành chốn ba sàng khi đi diễn ngày Vu Lan, cảnh tượng bát nháo phản cảm. Nam ca sĩ Lâm Chấn Huy khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi vô tư đem nhạc vũ trường đi diễn tại chùa trong ngày Vu Lan. Netizen tranh cãi dữ dội, sốc trước khung cảnh phản cảm không phù hợp chốn tôn nghiêm. Lâm Chấn Huy là gương mặt dường như đã quá đổi quen thuộc trong thị trường nhạc Việt. Nổi lên từ những năm 2004, Lâm Chấn Huy đã trở thành cái tên khuynh đảo trên khắp các trang nhạc số, được hàng loạt các khán giả trẻ nhớ tên và mến mộ thông qua những bản hit như Không gì có thể thay thế em, Nụ hôn và nước mắt, Chuyện tình cô bạn thân. Anh cũng là một trong số ít những ca sĩ có lượng show dày đặc nhất, chủ yếu là những tụ điểm ca nhạc tại các sân khấu ở nông thôn, các chương trình hội chợ. Nhờ như vậy nên thị phần khán giả và lượng người biết đến Lâm Chấn Huy là vô cùng lớn. Đến thời điểm hiện tại, dù đã trải qua gần 2 thập kỷ lăn lộn trong nghề đi hát, nhưng Lâm Chấn Huy vẫn là nam ca sĩ được xem là cái tên hàng đầu trong mọi show diễn, thống lĩnh dòng nhạc thị trường mà khó một tên tuổi nào có thể vượt mặt. Anh cũng là số ít những giọng ca không ngại đi diễn, dù ở bất cứ địa điểm hay vùng sâu vùng xa nào, Lâm Chấn Huy đều thu xếp và nhận lời tham gia. Chính vì điều này mà nam ca sĩ đã giúp tên tuổi bản thân ngày càng được lan rộng. Tuy nhiên, từ việc nhận show không suy nghĩ đi diễn nhiều nơi mà mới đây Lâm Chấn Huy lại nhận về chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng. Nam ca sĩ đã bị tranh cãi dữ dội, dân tình thi nhau té sống trên mọi trang mạng khi có hành động gây bát nháo, mang nhạc đi diễn chưa thật sự phù hợp. Theo đó, anh đã gây sốc khi sử dụng nhạc ba sàng, đèn nhấp nháy liên tục để đem hát tại chùa ngày Vu Lan. Đại lễ Vu Lan báo hiếu là một ngày lễ quan trọng và có ý nghĩa với những người tín ngưỡng và theo đạo Phật, được diễn ra vào rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Người dân đến ngày này cũng rất hay tập trung vào những ngôi chùa nơi thờ kính tôn nghiêm để làm lễ cúng cầu bình an. Để hưởng ứng ngày lễ, các trụ trì của nhiều chùa từ đó cũng tổ chức nhiều hoạt động để đón các Phật tử, người dân tham gia. Mới đây trên mạng xã hội, Netizen cũng đang lan truyền đoạn clip quay cảnh một ngôi chùa tổ chức đêm nhạc trong ngày Vu Lan và có sự tham gia của ca sĩ Lâm Chấn Huy. Tuy nhiên, sự việc mới đáng nói khi khung cảnh chốn linh thiêng này lại trở nên vô cùng hỗn loạn bát nháo, cảnh tượng khiến dân tình sốc nặng ngã ngửa bởi những tiếng nhạc sập sình, đèn đuốc nhấp nháy không khác gì ba sàng và người đứng trên sân khấu thể hiện những ca khúc này lại là Lâm Chấn Huy. Nam ca sĩ đã biểu diễn ở sân khấu trước hàng loạt tượng Phật chốn linh thiêng thờ kính, nhưng Lâm Chấn Huy lại hát những bài hát vô cùng sôi động, thậm chí ca từ cũng chẳng liên quan gì đến ngày Vu Lan. Nam ca sĩ bị chê là kém duyên, hành động không có nhận thức làm suy đồi cả một hệ tư tưởng về Phật giáo. Nam ca sĩ còn không ngần ngại khuấy động khán giả phía dưới không khác gì đang hát ở một show ca nhạc bình thường, khiến dân tình ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Bên cạnh đó, netizen khi xem đoạn clip trên cũng đã đưa ra nhiều lời ném đá, yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý hành động phản cảm này của ngôi chùa trong đoạn clip. Đáng trách hơn cả là trụ trì, người đứng đầu ngôi chùa này không có sự quản lý chặt chẽ, lỏng lẻo trong công tác thực hiện hoạt động đêm nhạc, gây phản cảm và mất hình ảnh chốn chùa chiền. Một số người còn chê bai thẳng cho rằng đây là mặt pháp cần phải bị xử lý nghiêm. Hiện đoạn clip trên vẫn đang được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng, người xem đều có chung một cảm xúc là bức xúc, mong muốn sự việc cần sớm được giải quyết. Bên cạnh đó, các fan của Lâm Chấn Huy thì cũng không giấu được sự thất vọng, khuyên nam ca sĩ cần phải cẩn trọng và chọn những bài hát phù hợp với hoàn cảnh sâu diễn hơn.